xong rồi không đặt cái ức nó xuống, cái ức nó khó chín. Ờ, chín rồi. Được chưa? Ra rồi rồi, đi. Đi nha, rồi, cho nốt xin gan lòng mì vào đây. Rồi. Nhồi. Tiêu gan chân lòng mì. Rồi. Đấy. Ok nha, bây giờ để tao đo cái này. Ngon nhỉ. Được. Còn em khứa đâu không anh ơi? Cái gì? Lấy dao con khứa nhá. Khứa gì? Không chín nó không chín nữa rồi. Không, không phải khứa, chín hết. Em chỗ không chín á. Ôi, anh đan thế này á? Làm vung thế này á? Mày đi lấy đất sét đi. Thì chỗ không chín thôi. Không. Quay đầu lại nhé. Đừng. Kệ nó, được. Mày đi lấy đất sét đi. Đất sét á? Ui, em lại phải lội xuống bùn. Lội đi. Hửi thế nhỉ? Thôi được. Vì tương lai con em chúng ta. Vừa vì tương lai con vịt của chúng ta. Phát này phải làm cẩn thận, thật là cẩn thận, tử tế mọi người ạ. Vì nếu mà không là nó sẽ rơi bẩn xuống là thứ nhất. Với lại thứ hai nữa là sợ nó không chín. Phải làm thật thành công, chứ không chết. Nhão ở đây mà đại ca. Cứ bóp nhuyễn vào. Đấy, mọi người đã thấy gì chưa? Đấy, ở dưới này mình phải đắp kín những cái chỗ chậu chậu này để cho nó đỡ bị khói, sẽ bị oi khói, khói sẽ ra đằng này nhá, 1, 2, 3 lỗ đằng này nhá. Bây giờ là thế này. Cũng lắm. Giờ phải từ từ, cướm thử đã. Mấy người hình dung để mà đại ca làm nhá. Hình dung là gì? Hình dung ấy. Bỏ thêm nước vào. Đây là bếp, bếp lò siêu gọi là siêu siêu gọi là gì nhỉ? Dubai đấy mọi người. Đấy, đây này, thế này là đẹp đấy. Thế này là đẹp này. Nặn đẹp ra. Ừ, nặn nặn đẹp đẹp ra. Úp vào. Quan trọng là không được để hở. Đấy. Tí nữa còn xoa tròn đi nhá. Dính lắm cho chơi đất nặn. Ngày xưa không có đất nặn, toàn chơi đất sét ấy. Chơi bùn khô ấy. Đất sét đi lấy khó. Chín à. Xà. Nồi lớn lên, nồi lớn lên. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ test cái lò gọi là bát quái của anh em mình nhá. Lò này để anh em mình luyện đan con này là con thiên nga. Thiên nga dễ chết. Không, thiên nga của hằng nga đã gọi là bị sổng chuồng ra anh em mình tóm được nên là đem luyện đan luôn nhá mọi người nhá. Được rồi. Châm lửa chưa? Luyện thành linh đan trường sinh. Đấy, mọi người thấy sẽ tí nữa sẽ thấy được độ hiệu quả của cái lò luyện đan của anh em mình nhá. Tình hình luyện đan đến đâu rồi mà đệ? Khói quá. Cháy ghê lắm ấy. Đây xem này, cho mọi người xem này, nó cháy áp chưa. Và khói không bao giờ lên đấy nhá. Khói là 3 ống khói cả. Đấy, mà đệ mày lên trên đi, không cần phải kia, lên lên trên kia ngồi mà luyện đan kìa. Đấy. Đây. Đấy, thấy chưa? Thái thượng lắm luôn. 3 ống khói này nhá, mình nói thật là gọi là hơi bị kinh điển đấy. Đây, cho mọi người xem hẳn 3 cái lỗ khói này nhá. Đây, thấy phụt khói chưa? Phụt khói chưa? Phụt khói ác chưa? Đây này, bên này phụt ác hơn này. Trong này đang bỏng lắm rồi đấy. Phụt ác này, trong này thì đang chắc là nóng, vịt nó đang gọi là đang tắm khói, xông hơi ở trong đấy nhá. Đây, lửa đây. Thấy chưa? Không phải dạo vừa đâu, lò này hơi bị ác đấy. Thấy chưa? Lọc kinh điển đấy. Kinh điển đấy.
Vâng, nói chung là sẽ thử khui nó ra thôi mọi người. Bây giờ không biết làm nào. Nó là chín vàng rộm ngon nhờ. Cầu mong cho nó chín ngon. À, khui một đoạn ra xem nào. Tao thấy là chuối còn chưa đấy này. Đúng rồi. Đáng nghĩ cái này lâu mà. Ui, thấy không? Ui, là chuối còn chanh nguyên đấy. Ui, chín không anh? Ui, xoăn rồi đó. Khói quá. Ui, chín rồi. Phải không? Xem đã. Soi điện vào. Đưa lên cái que để chọc phát ra. Đấy, que rồi. Có máu không? Ui xà. Ngồi đấy mọi người ơi. Món này chắc thành công rồi. Ui siêu máu phải không? Đốt một tí nữa đi. Chưa chín mọi người ạ. Chưa chín. Bây giờ lại phải lấy tao ít nước để tao lại đáp lại. Đã rồi. Chưa chín. Thôi chưa khổ. Chín. Một tí nữa thôi nhỉ anh nhỉ? Ừ. Tại anh rút củi ra đấy. À, cho củi ra đi. Không là chín ngon rồi đấy. Tiếp tục. Quá kiếm trình độ mà lại chín cả. Bắt mày phải chín. Đúng rồi. Không thể để thế này được. Ôi, quá. Để chát đã nhỉ, xong rồi cho này. Ừ. Ra đây chắc mọi người. Chín anh ơi. Quả này thì không chín mới là lạ. Em khui nhá. Cực kỳ nóng lúc nãy từ. Cực kỳ nóng nha, lúc nãy là anh em mình để nó kín quá, cái hơi nó lên đây nó không thoát được ra ngoài một chút, thế nên là nó không đủ độ nóng. Đây. Mọi người nhìn thấy cái lỗ thông hơi chưa? Cháy đen khẻm, anh em mình đốt đến đôi tiếng rồi, gần đôi tiếng rồi. Vài tiếng rồi anh ạ. Khui thử xem nào. Nào khéo bẩn. Khéo vào. Đấy, thấy hơi chưa? Ui. Thấy thoát hơi ra chưa? Đấy, phát này thì mới là ổn này. Ui, cái mắt quá. Phát này mới là ổn này. Ui. Lúc này cho ra nó còn chả thêm bỏng lá. Đấy, hơi nóng này. Hơi đấy, hơi này. Nào. Đấy, thấy con vịt trong chưa? Đây. Em khều ra nhé. Nào, khều đi. Ui, xèo xèo ở trong. Thồm lắm. Anh đợi đi, anh làm đi. Ừ, ok. Thồm lắm. Bóc cẩn thận, nó rơi vào vịt. Ui, ngon đấy. Rồi lấy con dao. Dao á? Rồi, em rồi nhá. Bổ thể nó ra dần. Bóc dần ra từng lớp một mọi người ạ. Này, mời đại ca. Đấy. Cạo ra thế này. Cạo nó chết ra đã. Ui xa. Đừng có rơi vào. Mọi người nghe thấy tiếng xèo xèo kìa. Thơm á. Quá. Lá cho nó xanh lè luôn nhỉ. Bỏng lắm. Bóc lớp đất ra đã mọi người. Không nó rơi vào vịt. Ai da. Hấp dẫn đấy. Ừ. Nóng lắm. Siêu nóng. Lúc nãy đúng là kín quá. Để bóc hết đất đã, không nó rơi đất xuống dưới nhá. Mình bịt luôn cái lỗ này lại này. Là đỡ khói lên. Mày. Ôi, em lấy đĩa nha. Ừ. Nghe có vẻ ổn đấy mọi người ạ. Rất là ổn đấy. Quá ổn đấy. Đói lắm rồi giờ này. Ổn lắm. Bạn anh tốt nhỉ. Điều cũ mà đấy. Điều cũ. Ui thơm đấy. Ui, nó dám ấy. Ui, sao màu nó hay nhỉ? Nhám đấy.
Ui, mau như kiểu mật ong trong sánh ấy. Hợp. Ui. Ui, lá chuối ấy, châm khỉn. Bịt nốt cái... Nó gần như kiểu ống khói anh nhỉ. Bịt lại không khói. Ừ. Đã đây. Từ bây giờ lấy nó ra mới là một nghệ thuật. Đó. Người lấy ra là một nghệ sĩ. Ăn nó thì mới gọi là một thiên tài. Thiên tài. Làm được món này là một thiên tài mọi người. Thấy chưa? Nhắc 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 đi. Ui. Từ 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 từ. Nào. Ôi, xa. Phải thật cẩn thận. Chứ không để hỏng một món ăn quý được. Đúng rồi. Chờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ phải thật cẩn thận. Ý. Món này đặc biệt quý hiếm. Vịt chui lòng đất. Ui, cái chậu của anh. Quán này về á. Chậu không quan trọng. Mẹ anh đánh cho tét đít. Quan trọng là thành công. Chậu đen xì luôn rồi kìa. Chậu rửa mặt đấy. Thật cẩn thận. Hết sức cẩn thận. À, đũa đâu, đũa đâu. Đũa đây, đũa đây. Ui, tay tao đang bẩn, thôi được. Đúng rồi, rửa. Này, gắp gắp cái này ra đã. Chân này. Chân này. Ui, thơm đây lắm. Đây đúng là một món vịt hun khói. Ui, xa. Đẳng cấp nha mọi người nhá. Ui, vừa chín tới luôn. Ui, xa. Ừ. Trong này có quả tim nữa đấy. Cắt cơm. Ui. Ui, chạy chạy. Lưng này cho mọi người chụp lưng. Lưng nó vằn vằn đấy. Nào. Thấy chưa, mọi người thấy chưa? Nhìn đây. Quay một vòng cho mọi người xem. Đây. Đúng một món vịt hun khói nhá. Mình phải đi rửa tay đã. Vào đây. À, vào đây, vào đây chén anh ơi. Wow. Ngày thứ ba đây là món đây món vịt om vịt sông hơi của anh em mình nhá. Xa xa. Đây mọi người nhìn đi. Ui. Đây. Wow, quay một vòng. Ngon lắm mọi người ạ. Cắt. Thử nhá. Ui. Đây, cắt cơn đi, cắt cơn trước đi. Không cắt cơn. Đây, đây, cắt cơn trước. Ui, răng đói. Mời cả mọi người nhé. Chắc là ngon lắm đấy mọi người. Đây. Ui, vừa chín tới ngon thế. Sao, nó mùi khói không? Không. Ừ. Ôi. Mời tất cả mọi người nhá. Thơm lắm mọi người. Ừ. Đấy, chào em mừng đấy. Món vịt sông hơi có 102 mọi người nhá. Ngon nhé. Ngon quá. Đây, ui thôi tao ăn. Ngon. Ngon quá. Cắt hẳn cái đùi ra. Hơi vội ăn đấy, chưa chín lắm đâu. Ăn được rồi. Này, này. Nếu để cái sức nóng này chỉ tầm 10 phút nữa khéo còn cháy mất đấy. Ban đầu hơi rốt cái là anh em mình không để cái lỗ thoát hơi cho con vịt. Mình để cái lỗ thoát hơi cho cái lò rồi. Nhưng mà con vịt nó vẫn phải thoát hơi ra thì nó mới chín được mọi người nhé. Đây. Thơm không ăn khá không? Đây, thế ăn cái gì thì ăn. Giòn lắm. Ăn cái hông nó cái nhé. Cánh nó nhé. Khô này. Ăn đói lắm rồi. Ngày thứ ba cái cay gì?
được món vịt rất là ngon mọi người. Tí nữa anh em mình lại ra di chuyển ra suối để tắm nhỉ. Tắm tắp. Tắm á? Ừ. Thay quần áo đàng hoàng chứ. Má ơi, em cho em bẩn không ạ? Tắm á. Mang ra quần áo để tắm à? Món vịt này đặt tên là gì được mọi người? Vịt sông hơi. Bằng lò bắt quái Tam Mao. Lò luyện đàn. Lò bắt quái nó chẳng luyện đàn nữa. Ngon nha. Đi. Này, ăn không? À. Này, thế thì ăn cái gì tự lấy. Cái này vừa mỡ vừa thịt này. Nó bị om khói mất từ cái lúc anh em mình không... Ăn miếng này không? Vòng vàng này không ngon không? Ăn đi. Không thông ra, nếu mà thông ra từ đầu khả năng là nó tuyệt vời, không dính tí khói nào luôn. Đấy. Nói chung thế này là tuyệt vời rồi. Anh cho cả mục tạt à? Không. Hả? Không biết. Không có. Hạt hàng hạt quất. Rất là thơm. Xuống cái mồm. Ui, làm đúng không? Bọn trẻ con bắt đầu di chuyển ra đây để bắt cá rồi mọi người ạ. Bắt ốc, bắt cá. Làm miếng mì không anh ạ? Cùng chiều. À, chiều anh em mình phải đi bắt trai trai trước không bọn nó bắt hết. Đúng rồi. Làm trai trai lắm á. Trai lên. Ừ. Nào. Ui cái mặt này. Cái này sánh luôn nhá. Hình như sánh sánh á. Chưa chín hay là oi khói đây. Đến đi ăn nhỉ. Trời, đúng này, đúng như kiểu món thịt rắc muối của sơ gì nhỉ? Thánh rắc muối. Thánh rắc muối, đấy, thấy chưa? Hồng hồng, đỏ đỏ, tuyết tuyết. Rắc muối này. Ngon. Ngon nhỉ? Ngọt, ngon, ui, hồng hào nhá, chín hồng nhá mọi người nhá. Chứ không phải là sống nữa nhá, chín hồng luôn đấy. Đấy, đây. Này mà có sắc muối thế này phát vào ấy, sủi. Bạn nào phải có mỡ mỡ ấy. Yến ăn mỡ. Đấy. Mình nạc mỡ rồi. Ngon quá mọi người ạ. Ăn thứ 3 sinh tồn của anh em mình quá là đã. Sung luôn, chức chất. Ngon. Máu ở đâu là máu ở đâu? Ăn nhanh thì xuống nhỉ. Bắt chai chai. Bắt chai chai. Hai chiều lên đây đánh lưới. Đánh lưới á? Ừ. Chỉ có lưới cá bé thôi. Mình ngắm. À. À, cắm câu. Hả? Cắm câu. Cắm câu cá lóc ấy. Ừ, cũng được. À, được đấy. Ừ. Nhiều ấy. Câu cắm cá lóc và đánh lưới. Để xem là sẽ làm một gọi là món gì đấy đặc biệt một chút. Cá nhảy, gọi là cá nhảy vào mồm. Cá nhảy. Đấy, cái da đoạn này mới ngon nhất này. Đấy, da vàng, máu đỏ da vàng. Đấy. Kêu đi. Da vàng rêu. Đấy, bốc đi. Đấy, thấy chưa? Ui chà. Thơm á.
thơm ngon như giọt cuối cùng. Ai da. À đấy, cho em cắn miếng. Đây mới cắn đít à? Không, cắn không, cắn không. Ai da. Chín, nó chín kiểu này, nó kiểu chín vào nhưng mà nó vẫn hồng hồng á, kiểu nó giữ nước với kia ngọt lắm. Nó hấp.